Nhé bạn. Thôi cục uống nước đi. Bận nhiều ký lấy ký thiệt. Dạ, 2 trái 1 ký. Đâu. 4 trái. 4 trái ký. Thứ qua hai lửa nha. Tâm qua, tâm qua không? Tâm qua. Mặn tâm qua. Nó mặn nhà mình nghe đấy bạn. Ngon đi tử Úc, nhập về nha. Giờ mặn Việt Nam con, Úc rồi Úc. Là cái mặn Việt Nam à. Ừ, đúng rồi. Sáu muối mà. Sáu muối. Chứ không chứ. Mày giá con. Cay mà nghe các bạn. Ăn vô. Ý, dữ ăn tự nhiên gượng mở ăn giá, mời kia nó thèm. Mày nó thèm ha. Thì mốt dạ ta mua mình, ta đang ta đặt mình giao hàng tới nơi luôn con. Mặn ngon bạn ơi. 4 giá 1 ký 10 ngàn à. Đâu quá. Thế thị trường giờ nó 40 ngàn con. 40 ngàn hả? 40 ngàn chứ. 40 ngàn đúng rồi. 50. Đây là bà chủ bán mặn nè. Quay tù lao gì. Nghe mặn cá mốt chị coi á. Ừ. Còn này là hai đứa con là mình là quảng cáo nè. Thực tế. Ừ. Dạng mặn nè. Gương ngọt chứ. Đang còn non. Ngon con. Ừ. Ăn ăn lặn, ăn chế mặn. Các bạn ngon. Mặn tâm qua hơn vậy. Đấy, chịu nhiều 40 ngàn ký. Mà hiện tại giờ không có mặn để bán. Hết bạn rồi. Bạn không ăn mặn giữa nha, cho đều đường gần ăn muối. Ăn muối thôi rồi đấy. Nghĩ mà ăn cái gì? Mày cười gì giờ? Ừ, nó nói cái gì giờ? Nó dặm gì đâu. Đi dụng đấy. Cái này là mặn nhà ăn chứ không có bán. Ừ. Tại mình trồng có 10 cây hả ta? Còn 10 cây không? 10 cây mặn hơn 10 cây. Mà mặn bây giờ nó khó lắm. Phải bao ăn mới được. Có phải sâu chứ. Đây mặn bao mà. Nếu mà mọi người cứ mua xuống nhà dì hai mình mua. Chứ ở đây rồi dừng ăn. Không có, nó khán giả ta đặt mình đi. Mình xuống dì hai mình mua mình bán lại. Kìa phải không? Ừ, trái sâu nghe mấy bạn. Thì mình ship thôi, ví dụ như giờ 40 ngàn. Không. 40 ngàn thì mình bán lại 45 ngàn. Còn 5 ngàn nữa mình giao tới nơi. Giờ chắc chị hai với có rồi ta, thấy không? Với bà lắm luôn, mình hai muốn bao luôn rồi. Nói chung là ông bột chèo là mặn nhiều lắm. Không đủ cân quá vậy. Là mặn tâm qua. Chịu ra ngoài quá trời sáng rồi bụng nó thầm bụng nó nóc trái hết trơn. Ê bạn ngâm bay gỗ luôn á. Bay xời luôn. Mới không kiếm tra phải mở cái nó ra mở cái mặn ra coi. Chứ coi sơ sơ ngoài. Cha bao đây ra rồi, ví dụ như đang bán được chưa? Bán được rồi, chịu liên mình. Có coi chế mặn thì phải mở cái nước coi cái tươi không, được chưa? Có nước á. Ừ. Chứ mình gặp màu đế phải 3 ngày cái cuối chờ. Chờ, chờ, ăn xà dính vậy đó. Cũng chờ. Chán mốt coi chế mặn hay đứa gớt em mở tách ra coi ra sâu không? Là lâu đứa còn mày một bữa. Có sao ba cắt ra hết rồi. Mà đến ngày mai chắc thúi anh luôn đó. Không, mặn chín rồi, tại vì mày lấy quá cái nó thúi. Nên xài chín vậy đó. Nhà chín vậy. Đụng chà bá là vô vô chà bá. Đúng quá mọi người ơi. Gãy nhánh, cũng chín dụng trơn. Nghe bà chủ nha mọi người. Tại vì mặn này mới rộng đâu biết đâu. Mặn này mặn ăn chứ không thấy mặn bán nha mọi người. Không bán thì xuống nhà dì hai mình nên mới mua. Mới bán xuống nhà. Mấy nhà mặn ăn nhắn lắm nè bạn. Hôm nay mặn ăn nhẹ ngay với xài nha. Cây ở nhà ua phía sau nó không có bao luôn. Bông nhóc hết trơn. Mẹ ăn dẫn quá rồi. Dạy ở ngoài khém đó.